Thưa quý vị, tối ngày 25 tháng 6 theo giờ Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Kotas Sarantidis đã qua đời ở tuổi 94. Sinh ra trong một gia đình công nhân ở miền Bắc Hy Lạp, vào năm 1943, mới 16 tuổi, ông Kotas Sarantidis bị bắt đi lính để đưa sang Đức phục vụ cho chế độ phát xít Hitler. Khi tới Nam Bộ và Sài Gòn vào năm 1946, ông đã chứng kiến được những cảnh tượng tố cáo tội ác và sự đàn áp của chủ nghĩa thực dân đối với nhân dân bản địa. Từ đó, chàng thanh niên người Hy Lạp đã giác ngộ và quyết định gia nhập hàng ngũ những người Việt Nam đang kháng chiến chống quân Pháp xâm lược để giành độc lập tự do cho dân tộc này.